Chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này Vương xin chia sẻ cho quý vị các bạn cách mà sử dụng cái tác vụ là giọng nói trên điện thoại phone này. Chúng ta có thể là điều khiển một số tác vụ nhất định trên điện thoại phone trên iOS 18 á, là nó cho phép chúng ta sử dụng bằng tiếng Việt nha. Chúng ta có thể là nói một số tác vụ nào đó là nó sẽ thực hiện theo nha. Ví dụ như là mình sẽ nói là chụp ảnh màn hình. Đó, như vậy là nó đã được chụp ảnh màn hình cho mình nha các bạn ha. Rồi mình nói tác vụ thứ hai là tắt máy. Đó, thấy tắt máy không các bạn ha? Mình sẽ nói là tắt tiếng nha, tắt tiếng. Đó là nó sẽ tắt tiếng cho mình ha. Thì làm sao để thực hiện được cái tính năng này? Xin mời quý chị các bạn cùng Vương theo dõi video này nhé. Rồi thì chúng ta muốn sử dụng được một số tính năng nhất định khi mà chúng ta sử dụng giọng nói trên điện thoại iPhone mà giọng nói bằng tiếng Việt á, thì các bạn hãy thực hiện các bước như sau. Chúng ta sẽ vào cài đặt trên điện thoại nè. Rồi mình sẽ vào cài đặt nè. Thì tại cài đặt này các bạn sẽ chọn cho mình có một là trợ năng. Đó, các bạn sẽ vuốt xuống. Chọn cho Vương có một là giọng nói phím tắt nè. Các bạn sẽ bấm vào đây. Thì tại là cái giọng nói phím tắt này các bạn hãy bật xanh cái này lên nha, chứ khi mà chúng ta sử dụng chúng ta không bật cái này là không sử dụng được nè. Thì ở đây mình đã sử dụng là những cái tác vụ nhất định như là khóa máy nè, hay là chụp ảnh màn hình nè, hay là tắt tiếng, hay là mở đèn nè. Ví dụ như mình nói là mở đèn, đó là nó sẽ mở đèn nha các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái tác vụ tiếp theo. Ở đây mình sẽ bấm là cái tác vụ thêm tác vụ nè, thì mình sẽ bấm là tiếp tục. Và ở đây các bạn sẽ chọn cho nó một số những cái tác vụ nhất định này, chứ còn không có nhiều nha. Bây giờ mình sẽ mở ví dụ như là cái trung tâm điều khiển đây, mình sẽ bấm vào trung tâm điều khiển này. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập cho nó một cái tác vụ để mà chúng ta dễ nhớ. Chúng ta có thể là gõ là trung tâm điều khiển hoặc là một cái gì đó để cho ta nhớ nha, bằng tiếng Việt nha. Rồi sau đó chúng ta xác nhận bằng 3 lần bằng khi giọng nói của chúng ta. Bây giờ mình sẽ bấm là trung tâm điều khiển nha, mình sẽ gõ là trung tâm điều khiển. Rồi mình sẽ bấm đi nè. Trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển. Trung tâm điều khiển. Rồi bây giờ mình sẽ bấm là tiếp tục. Và lúc này là nó đã được xong rồi các bạn, mình sẽ nói là trung tâm điều khiển. Đó là nó sẽ bật cái trung tâm điều khiển xuống ha. Khi mà nó bật là nó sẽ đọc cái dòng nó ra nha các bạn ha. Chụp ảnh màn hình. Tắt tiếng. Rồi, như vậy là vừa rồi Vương vừa chia sẻ cho quý vị các bạn một số tác dụng là sử dụng bằng giọng nói trên điện thoại phone mà bằng tiếng Việt nha. Thì mình chúc quý anh chị các bạn thực hiện thành công. Nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho Vương một like, một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.